Ồ, cái này mà tái chế lại cũng ok phết đấy. Bà là ai? Tại sao bà đi theo dõi tôi? Bà mau nói đi, nhanh! Là cái đó. Cái đó là cái gì? Cái ấy kìa. Cái này á? Đúng, là cái này. Thế bà muốn cái này thì sao bà không trực tiếp mà nói đi, bà lại đi theo dõi làm cái gì? Thì tại tôi thấy nó không có giá trị gì với cậu, sớm muộn gì cậu cũng vứt đi thôi, cho nên là tôi đi theo cậu để chờ cậu vứt lúc nào thì tôi nhặt luôn lúc đó. Đây ạ. Cảm ơn cậu. Mà bác cần cái này làm cái gì thế ạ? Sắp đến Trung Thu rồi, tôi định lấy cái này để làm cho cháu ngoại tôi một cái đèn ông sao. Ô, thế là bác biết làm đèn ông sao ấy ạ? Ừ, thời đại bây giờ những chiếc đèn ông sao không còn được bày bán nữa. Mà con gái của tôi lại thích những cái đèn ông sao, nên tôi dự định tự tay làm để tặng cho con gái và cháu ngoại của tôi đấy. Bác ơi, cháu cũng rất thích đèn ông sao, hay là bác chỉ cho cháu cách làm được không ạ? Được chứ. Thế thì ngày mai cháu đến, rồi có gì bác chỉ cho cháu nhé. Bác ơi, cháu đến rồi ạ. Đến rồi à? Dạ. Mà sao cháu mang lắm đồ thế? À, cái này là cháu mang đi để cháu làm đèn ông sao. Cháu muốn là dành tặng cho các trẻ em ở trại mồ côi. Bọn nhỏ mà thấy cái đèn ông sao này là chắc là thích lắm đấy bác ạ. Vậy à nào, dạ. Mau ngồi xuống đây làm nào. Ôi bác ơi, bác làm sao thế ạ? Cái này nó sắc quá, cứ đứt tay của bác rồi. Bác chờ cháu một chút. Ôi, cháu cẩn thận thế. Dạ vâng. Chuẩn bị sẵn cả cái này cơ à? Vâng ạ, cháu cứ lo xa bác ạ. Ủa bác ơi, vết thương sâu lắm bác ạ. Ừ, hơi sâu một chút. Chắc không sao đâu. Thế có cần đi bệnh viện không hả bác? Thôi, có một vết thương nhỏ xíu này nhằm nhò gì. Da bác liền lắm, mấy hôm là khỏi thôi. Nào, mình làm tiếp đi không muộn mất. Bác ơi. Hay là thôi bác ạ. Cháu thấy làm cái đèn ông sao này khó quá. Trời ơi, mới có một chút thôi mà cháu đã nản lòng rồi à? Cháu... Bác nhất định phải làm được mấy cái đèn ông sao này. Nó không những đem lại niềm vui cho con cháu của bác, mà còn giúp cho nhiều đứa trẻ khác ý, có một Trung Thu ấm áp nữa. Dạ vâng ạ, thế bác cháu mình cùng làm nhé. Dạ vâng. Này, bà đứng đây làm gì đấy? Tôi đứng đây để đợi con gái ấy. Đợi con gái đi chỗ nào khác mà đợi? Đây không phải chỗ để bà đứng đây đâu. Tôi xin cậu cho tôi đứng đây đợi một chút thôi. Không xin xỏ gì hết, tôi không cần biết. Bà đi chỗ khác ngay, đừng có lại để ảnh hưởng công ty tôi. Nhưng tôi phải chờ con gái của tôi ra đã. Nói nhiều đấy nhỉ, bây giờ có đi không hay để đánh cho què chân đây này. Có đi không? À, kìa cậu ơi, con gái của tôi ra rồi ạ. Mẹ cô đây à? Đưa bác đi chỗ khác đi. Vâng, tôi xin lỗi. Mẹ còn đến đây làm cái gì nữa? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng có đến đây nữa. Mẹ có biết là mẹ làm con xấu hổ với đồng nghiệp như thế nào không? Mẹ xin lỗi con. Con đem cái này về cho thằng Cubin nhá. Bây giờ làm gì còn ai chơi cái đèn cũ rích này nữa. Mẹ bỏ đi. Chả phải ngày trước Trung Thu con thích có đèn ông sao mà. Hệ đến Tết Trung Thu là phải có đèn ông sao để rước. Ngày trước cái gì? Suốt ngày trước thôi. Bây giờ là thời đại nào rồi? Mẹ đừng có lôi quá khứ ra mà nói nữa. Mẹ xin lỗi con. Tại mẹ cứ nghĩ là con vẫn thích nó như ngày xưa. Từ bây giờ mẹ đừng có đến đây làm phiền con làm việc nữa. Cái đèn cũ rích này ai mà thèm chơi nữa. Này, cô đang làm cái trò gì đấy à? Tôi tìm sao? Cô có biết là cái đèn này chính do tay mẹ cô làm không ạ? Đấy chỉ là một cái đèn cũ rích thôi. Tôi không dùng thì tôi vứt đi thôi, có cái gì đâu. Con tôi ấy phải chơi những cái loại xịn.
lại đắt tiền cơ, chứ không phải là cái đèn cũ rích này đâu. Cô có biết là mẹ cô đã phải vất vả thế nào mới làm ra cái đèn này không? Thôi, đừng nói nữa. Đây, cô nhìn xem, mẹ cô làm cái đèn này đến mức đứt cả tay rồi, đổi lại cái gì chứ? Bác ơi, không đáng như thế đâu ạ. Tôi đã bảo là không nói nữa cơ mà. Đi, đi theo tôi, đi. Bác bỏ cháu ra được rồi đấy ạ. Nhưng cậu phải hứa với tôi là không được đi tìm con bé nữa. Vâng, cháu hứa. Cháu không hiểu tại sao bác không để cho cháu nói. Bác đã hy sinh nhiều như thế rồi mà. Bác không cần nó phải biết. Chỉ cần thấy nó vui vẻ, hạnh phúc là bác thấy mãn nguyện rồi. Bác không muốn con bé phải suy nghĩ nhiều. Đấy, bác cứ chiều cô ấy như thế, thành ra cô ấy mới như vậy đấy ạ. Nhưng nó không có lỗi gì cả. Lỗi là do bác nhu nhược, kém cỏi, không cho nó được một cuộc sống đầy đủ như chúng bạn. Nên nó có trách gì bác cũng là đúng thôi. Bác đúng rồi. Về rồi đây à? Vâng. Này, hôm nay mẹ em lại đến công ty đúng không? Vâng. Em về bảo với mẹ đừng có đến công ty nữa, xấu mặt anh lắm. Em biết rồi mà. Biết rồi. Biết rồi mà anh vẫn thấy mẹ đến công ty. Thì em cũng đã nói mẹ rồi mà. Anh không cần biết em làm gì, nhưng mà đừng để bà ấy bôi cho cháu vào mặt anh nữa. Vâng. Mà này, em đừng có mà nhận một cái món đồ nhà quê xong rồi mang về nhà như thế nữa. Anh không muốn con gái của mình phải chơi mấy món đồ vừa phèn vừa hèn như thế đâu. Vâng, em biết rồi. Em mệt rồi, em đi nghỉ đây. À, nhớ lời anh dặn đấy. Con nào vứt hết đi đi nhá. Cuối cùng thì con cũng ra rồi. Con đã bảo là mẹ đừng đến đây nữa cơ mà, sao mẹ lại còn đến nữa? Thì ngoài công ty của con ra, mẹ còn biết tìm con ở đâu nữa. Thôi, mẹ đi về đi. Mẹ đến đây để đưa cho con cái đèn lồng. Con nhìn xem, mẹ mua được cái đèn lồng đẹp này, con đã ưng chưa? Con đã bảo là mẹ đừng có đến đây nữa rồi cơ mà. Từ bây giờ, mẹ đừng xuất hiện trước mặt con, làm khổ con thêm nữa. Bác ơi, bác làm sao thế ạ? Bác không sao. Bác như vậy rồi mà còn bảo không sao nữa. Có phải là do My làm không bác? Cô ta quá đáng thật đấy. Tại sao có thể đối xử với mẹ mình như vậy? Không, con bé không phải như vậy đâu cháu. Đến nước này rồi mà bác còn bênh My được à? Không phải như thế thật mà. Tại sao cô ta phải làm như vậy chứ? Chắc tại bác mua cái đèn chưa được tốt lắm, cho nên là con bé mới như vậy thôi. Thì bác sẽ cố gắng mua được cái đèn khác tốt hơn. Bác, thôi bỏ đi bác ạ. Dù bác có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa mà cô ta không chịu nhìn thì không bao giờ thấy được đâu. Bác tin là con bé sẽ thấy được mà cháu. Sao bác phải tự làm khổ mình như vậy? Cô ta mà tốt, cô ta không để bác phải khổ như vậy rồi ạ. Cháu đừng nói như vậy. Thôi, bác có việc phải đi trước đây. Cậu đến để làm gì? Cậu bị điên à? Đúng. Tôi đang điên đây. Tôi đang phát điên vì cái sự bất hiếu hư hỏng của cô. Cậu là cái gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu đâu? Đúng. Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện gia đình của cô cả. Nhưng mà tôi cảm thấy khó chịu với sự bất hiếu của cô. Cậu định làm gì? Tôi thì đâu làm được cái gì. Nhưng cô thì ăn sung mặc sướng, còn mẹ cô thì đang ở ngoài kia bươn trải kiếm sống từng ngày một. Vậy mà bà ấy vẫn đi chuẩn bị quà trung thu cho con cô. Còn cô thì sao? Cô dẫm đạp lên món quà, cô dẫm đạp lên công sức của bà ấy. Cô còn là con của bà ấy nữa không à? Này, tất cả những cái điều đấy là do bà ấy tự mình lựa chọn.
chứ chúng tôi không hề đòi hỏi. Tại sao cô lại trách My? Có trách ấy thì cậu tự về và bảo với bà ấy là tự trách mình đi. Nhưng bà ấy là mẹ vợ của anh đấy, tại sao anh có thể nói một cách hồn nhiên như vậy? Mẹ vợ thì sao? Vậy đổi lại đấy là mẹ của anh thì sao? Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm như thế, hiểu chưa? Còn từ bây giờ, nếu như mà cậu động vào My bất kỳ một lần nào nữa thì tôi sẽ báo công an, hiểu chưa? Chúng ta đi về. Một đồng, hai đồng, ba đồng vẫn chưa đủ. Muộn rồi, sao bác vẫn còn ở đây ạ? Vanh đấy hả cháu? Bác đang muốn gom thêm một ít phế liệu. Ô kìa, bác ơi, chân của bác bị thương ạ? Bác vừa bị giẫm phải cái mảnh ở chỗ này. Ôi bác ơi, thôi bác đừng đi nữa. Bác về bác xử lý vết thương đi, không để thế này nó nhiễm trùng rồi chết dở đấy ạ. Không sao đâu, sắp trung thu đến nơi rồi, bác phải gom thêm ít phế liệu nữa thì mới đủ tiền mua cái đèn trung thu cho cháu ngoại của bác, thì cháu bác với con gái bác mới có một trung thu đầy đủ được. Bây giờ mà bác đi về thì sợ không kịp mất. Bác ơi, này cô kia, cô đi ra đây tôi bảo đây. My, con đến tìm mẹ à? Vâng ạ. Này, cô chỉ biết đứng kia cô nhìn thôi à? Bây giờ cô cũng là mẹ rồi, cô phải biết thương mẹ cô chứ, sao lại để bà ấy khổ như vậy? Mẹ, con xin lỗi mẹ ạ. Không, con có lỗi gì đâu. Mẹ về nhà với con nhá. Không, mẹ không về đấy được, con còn gia đình của con nữa cơ mà. Mẹ cứ về với con đi ạ, rồi con sẽ về nói chuyện với anh Kim. Bác nên đi cùng với cô ấy ạ. Em làm gì đây? Anh nhìn mà không biết à? Em đón mẹ về nhà, từ giờ mẹ sẽ ở đây cùng với chúng ta. Không được. Anh không muốn ở cùng một cái người hôi hám như thế đâu. Em không muốn mẹ ở ngoài bươn trải thêm nữa. Mẹ đã vất vả nhiều rồi. Em không hiểu à? Nhưng mà nhà mình không có chỗ chứa. Vậy thì em sẽ dọn ra ngoài ở cùng mẹ. Dọn ra ngoài ở cùng mẹ á? Thế còn anh với con thì sao? Anh với con ở nhà còn cần em phải lo lắng nữa à? Anh... Hay là thôi, để mẹ đi vẫn hơn con ạ. Mẹ, từ trước đến giờ là con sai. Từ giờ con sẽ thay đổi, con sẽ không dẫm vào vết xe đổ đấy nữa đâu. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Từ giờ mẹ hãy để cho con làm được con gái tốt của mẹ nhá. Anh này, bây giờ mình đã làm bố mẹ rồi, anh thử nghĩ đi. Nếu như mà sau này con trai của anh cũng đối xử với anh như thế thì sao? Sẽ không như vậy. Bố mẹ chính là tấm gương phản chiếu cho con cái sau này. Nếu như bây giờ anh chọn lựa như thế nào thì chắc chắn là tương lai của anh sẽ như thế thôi. Anh...
Thôi được rồi, mẹ cứ ở đây đi.